cái gì nhỉ, đường dẫn là gì nhỉ, bên mẹ rồi, add product này, đây chuẩn sửa add product này, pass btn khách btn trừ succeed, đây là add new. Rồi còn ở dưới này thì chúng ta đây đếm ở trên này 1, 2, 3, 4, 5 cái th thì dưới này chúng ta cũng phải có 5 cái td tương ứng, được chưa? Luôn luôn nhớ nhá, cái này là của table cơ bản. Tiếp theo ở đây chúng ta có td là pro name, được chưa? Thì tôi cũng làm thêm một cái td nữa là sau cái name thì đến cái ảnh, thì ảnh thì ảnh thì chúng ta có thể img này, được chưa? Có src, src thì chúng ta cũng echo ra thôi. Đây echo ra cái $pro mũi tên đến image. Đó, cứ để thế đã, tí nữa tính tiếp. Có class bằng img trừ avatar, ví dụ thế. Và cùng lắm mình xếp thêm cho nó cái width nữa bằng 100 đi, cho rộng. Rồi, xong đấy là chúng ta 1 2 3 4 cột rồi, 4 td rồi. Bây giờ chúng ta đến cái td cuối cùng. Dạ, cái td cuối cùng này chúng ta sẽ có hai cái thẻ ở đây, một cái thẻ là thẻ A có href bằng chấm sườn edit trừ product, ví dụ vậy, hỏi chấm id bằng bằng cái gì, bằng với lại cái pro cột id như này, set button class btn cách btn trừ primary, đây là edit này. Tiếp theo một thẻ A nữa, đây là remove product id vẫn thế luôn, button bằng danger, đây là remove, được chưa? Thì là chúng ta có thêm một cái td là thẻ image này và một cái td chứa hai cái thẻ A như này. Bây giờ chúng ta xem cái giao diện đây, được chưa? Thì mình sẽ nhìn thấy là những cái ảnh ở phía trên này nó không có, nhưng ảnh ở phía dưới thì lại có. Được chưa? Bởi vì sao cái ảnh này là ảnh do chúng ta up lên nó mới có, còn ảnh kia thì có thể là tí nữa nó mới ra cơ, bởi vì nó là cái đường dẫn của cái một cái website bên ngoài thì nó chưa tải về ngay được. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc dễ hơn trước, đó là chúng ta sẽ làm việc là xóa. Được chưa? Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy hover vào đây này, hover vào các thẻ A này, các bạn sẽ nhìn thấy cái đường dẫn ở phía góc bên này. Thì hầu như các cái đường dẫn nó đều giống nhau, nó chỉ khác ở cái tham số ID bằng bao nhiêu thôi, đúng không? Thì các bạn sẽ chiếu sang bên này ID bằng 9 này, thì bây giờ cái bên này ở góc dưới ấy, đây chỗ này này, thì cái ID bằng cũng là bằng 9. Thì bây giờ chúng ta tất cả những cái request xử lý cho cái remove này thì nó đều chung một cái đường dẫn. Tuy nhiên các cái tham số cần phải khác nhau, được chưa? Tham số đường dẫn có biết nhỉ? Có biết nghe khái niệm tham số trên đường dẫn bao giờ không? Đâu rồi? Đã nghe bao giờ chưa? Chưa. Chưa. Ủa thì chết mẹ. Đây này, tham số đường dẫn này. Đây. Tham số đường dẫn là những cái này. Nó giống như khi mà các bạn submit một cái form mà có method bằng get ấy. Method bằng get thì nó cũng đẩy dữ liệu lên trên đường dẫn đúng không? Đúng không? Vâng. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, thì là khi mà bấm vào nút thì chúng ta chủ động tạo ra các tham số ấy trên đường dẫn. Khi mà bấm vào thẻ A thì nó sẽ lên trên đường dẫn. Các tham số đường dẫn thì bắt đầu bằng dấu hỏi chấm và nó sẽ thể hiện bằng kiểu dạng là tổ hợp là key value. Key thì đứng trước, đứng bằng bên tay trái của dấu bằng, value thì đứng ở bên phải dấu bằng, được chưa? Và tất nhiên code PHP, code JavaScript chúng ta đều có thể lấy được cái giá trị của cái tham số này xuống dưới để chúng ta xử lý. Được chưa? Đây là cách để truyền dữ liệu thông qua các cái request khác nhau. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có cái request gửi đến cái đường dẫn là remove product với cái tham số đường dẫn là ID bằng 4. Được chưa? Chúng ta bấm cái này thì ID lại bằng 1. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta cần một cái nó ra là đường dẫn không tồn tại chúng ta, bởi vì chúng ta chưa có cái đường dẫn là edit hoặc là remove product này. Đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao? Tiến hành làm gì? Tạo ra cái đường dẫn đấy. Đây, tôi sẽ tiến hành là tạo ra một cái đường dẫn. Đây, mẹ, đây là remove product. Chúng ta đã xử lý ở product controller và hàm là hàm remove
Dạ. Bây giờ mình sẽ mở cái file product controller này ra. Chúng ta sẽ tạo ra thêm cái hàm nữa là hàm public Function function remove. remove. Dạ. Trong này liệu chúng ta có lấy được cái giá trị của cái ID này xuống không? Đấy được ạ. Lấy bằng cái gì? Bằng gì? Lấy bằng gì? Bằng đô la ID. Ôi giời, ăn cứt rồi. Nào bằng gì? Đó là get. Đúng không? Hai, ID. Đây, và đầm. Đó là remove ID. Nào, số 1 chưa? Cách lại. Số 10 chưa? Số 11. Giờ đây đô la get ID. Tuy nhiên tôi viết vào đây thêm là như này, nó ra luôn cái số đấy, hay là tôi không biết gì nó sẽ ra null, đúng không? Do đó chúng ta cần phải kiểm tra xem là người ta có thật sự gửi giá trị lên không đã. Nếu mà null thì redirect luôn, chúng ta đỡ phải xử lý với phần kia về phía sau. Thì cái đấy là một cái kỹ năng nó cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta làm code sau này, làm cái gì cũng phải verify nó xác thực thì chúng ta mới xử lý, còn nếu không xác thực thì thôi bỏ qua, redirect ở một cái chỗ khác luôn. Ví dụ như sau, tôi sẽ có là iset mà có cái này thì hỏi chấm remove id bằng cái này luôn, còn không thì bằng null. Được chưa? Kiểm tra nếu có cái tham số đường dẫn id trên đường dẫn này, nếu có thì cái remove id này giá trị bằng cái get id luôn. Còn nếu không có thì gán cái giá trị của remove ID bằng null. Được chưa? Sau đó chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện câu lệnh là nếu không tồn tại cái remove ID, phủ định của remove ID tương đương với việc remove ID bằng rỗng hoặc là không tồn tại thì chúng ta header location về chấm sửa. Được chưa? Và chúng ta die luôn. À, ví dụ trong trường hợp tôi không gửi cái đường dẫn tham số đường dẫn gì trên này, enter phát về lại đây luôn, bởi vì nó đâu có cái giá trị gì đâu, được chưa? Đó nên là chúng ta phải điều hướng nó đi. Thì khi mà điều hướng như này rồi thì các cái code ở phía dưới của cái dòng này nó không chạy nữa, đúng không? Thì như vậy nó không tốn tài nguyên của hệ thống. Đấy là cái lưu ý tiếp theo. Trước khi xóa chúng ta phải kiểm tra xem cái ID kia nó có thật hay không. Bởi vì tôi hoàn toàn có thể là viết vào đây cái remove này nó bằng 2000, đúng không? Hoặc là tôi viết bằng một cái đống lôm côm ở đây thì cũng chẳng ai biết được là nó sẽ thế nào. Đó. Bởi vì cái mã đấy nó đâu có tồn tại đâu. Thì chúng ta phải làm gì ạ? Đô la model bằng bằng gì? Product hai chấm file đô la remove id, và chúng ta thử va đâm và đai ra đây, va đâm của cái model và chúng ta đai đấy luôn. Dạ, thì bây giờ chúng ta xem đây nó ra null này, nhưng mà nếu mà một cái nó có thì nó ra cái object luôn. Được chưa? Thì lại kiểm tra tiếp, nếu nếu mà khác null đúng không thì chúng ta mới xóa, còn nếu mà không khác null thì chúng ta đằng nào cũng phải redirect về trong cái trang này, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý như sau. Nếu model, tức là model có giá trị chứ nó không phải là bằng null, thì chúng ta sẽ tiến hành là product hai chấm destroy cái remove id vừa mới lấy được. Sau đó chúng ta tiến hành là header location về dẫn này. Bây giờ bay thằng nào đây, bay thằng này, bay thằng này, được chưa? Thì đây nó là cái hàm xóa của chúng ta, ok không ạ? Thực chất ra ở đằng này chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung thêm một cái hỏi chấm msg bằng, đúng không, bằng không đủ thông tin. Đấy, ví dụ thế. Hoặc là ở dưới này chúng ta sẽ có cái đây, nếu mà trong trường hợp if, nếu
model. Nếu mà phủ định của model, tức là model bằng null á, phủ định của model bằng null á, thì chúng ta cũng sẽ tiến hành là header location luôn. Hoặc là chúng ta sẽ có một cái, đây chúng ta sẽ có một cái biến là biến msg, msg bằng string rỗng này. Nếu mà không có model thì chúng ta sẽ có cái biến msg này, nó sẽ bằng cái giá trị là id không tồn tại. Đó, sau dưới cùng này là mới header location và bằng cái msg này, hỏi chấm msg này, bằng với lại cái biến msg ở đây. Đó, bây giờ chúng ta coi nhá, coi này, đây ở dưới này thì đằng nào chúng ta cũng phải xóa, nhưng mà chúng ta check cho kỹ lỗi thôi. Đây reload này, bây giờ tôi sẽ có một cái remove the product. Đây các bạn sẽ nhìn thấy cái đường dẫn này không, msg không đủ thông tin để xóa này, dạ remove product id bằng 2000 này thì id không tồn tại. Thì ở ngoài cái, sau khi chúng ta đã đẩy thông tin được lên trên cái đường dẫn rồi ấy, thì ở ngoài cái file, cái file home page này, home controller này, thì chúng ta sẽ có cái biến msg bằng iset, iset của cái đô la gạch dưới get tham số msg trên đường dẫn. Nếu có thì chúng ta sẽ gán cái msg, cái biến msg kia bằng cái đô la get này, còn nếu không thì chúng ta để nó null. Do đó và bây giờ chúng ta truyền cái biến msg cái ra, đây là error message msg bằng đô la msg. Đó thì đằng nào ra ngoài giao diện chúng ta cũng sẽ có cái file có cái biến này. Thì ở ngoài index chúng ta hoàn toàn được phép làm cho này, ví dụ đây là thẻ p đi, p đi, trong này chúng ta có class là text trừ danger và giá trị của nó bằng cái biến đô la msg, error msg id không tồn tại nhỉ, đúng không? Xong rồi có cái remove đây, không đủ thông tin để xóa này, được chưa? Còn nếu trong trường hợp mà xóa thành công, đúng không, chúng ta muốn thông báo một cái message cho người dùng, thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành là, đây là else bắt thằng này lên trên, message bằng xóa sản phẩm thành công, ví dụ thế, được chưa? Thì chúng ta khi mà xóa thành công này, không, nó có cái thông báo cho người dùng, thì chúng ta tùy theo cái logic của mình mong muốn nó như nào, yêu cầu của bài toán nó như nào, thì chúng ta custom cái code nó sẽ như vậy. Thì ở đây là chức năng xóa này, tôi nói lại một lần nữa này, ở cái màn hình index chúng ta thêm một cái nút là nút xóa đường dẫn đẩy đến là remove trừ product với tham số đường dẫn ID bằng cái object đang được xử lý. Được chưa? Khi mà bấm vào cái button này thì cái đường dẫn remove product này sẽ được xử lý, thì nó sẽ lại vòng xuống đến cái index này. Đây đúng chưa? Và hàm xử lý là hàm remove nằm trong product controller. Hàm remove này chúng ta làm cái gì? Trong này chúng ta tiến hành kiểm tra xem là có tham số đường dẫn hay không. Nếu không có tham số đường dẫn, redirect ngược lại về cái trang chủ ngay, với cái message là không đủ thông tin để xóa. Được chưa? Tiếp theo nếu pass qua được cái này thì chúng ta lại kiểm tra xem là cái ID nó có tồn tại thật hay không. Nếu mà tồn tại thật, nếu mà không tồn tại thì chúng ta sẽ có cái biến message bằng ID không tồn tại. Còn ngược lại thì chúng ta tiến hành xóa. Xóa sản phẩm dựa theo cái ID. Sau đó cái message bằng xóa sản phẩm thành công. Cuối cùng vẫn redirect về trang chủ, tuy nhiên các cái message. Đây là ba cái version message khác nhau. Đúng chưa? Do đó là, và tiếp theo ở ngoài cái đẩy về trang chủ thì trang chủ nó lại được xử lý bằng home controller và hàm index. Đây hàm đây này. Thì chúng ta kiểm tra luôn xem trên đường dẫn có cái thông số msg hay không. Nếu không có thì gắn cho bằng null và truyền nó ra ngoài thông qua cái biến là error message. Thì đây, nếu mà tôi không có cái gì ở đây thì cái này nó không bao giờ nó hiển thị ra. Được chưa? Bởi vì nó không có, nó bằng null mà. Thì chúng ta có thể p rỗng. Nó chẳng có cái vẹo gì cả. Được chưa? Thì đấy là cái hướng xử lý cho cái việc xóa của chúng ta.
Được chưa? Bây giờ các bạn thực hiện cái chức năng xóa đi. Làm luôn. Có gì lỗi còn sửa luôn. Cho các bạn 10 phút để làm. Từ 6:47 cho đến 7:47. Làm luôn. Trong thời gian chờ đợi công, tôi đi ăn kem. Đang đói. Đứa nào ăn kem không? À quên, để cố lên ít. Cháu lâu rồi. Không nha, có chưa? Và cứ anh chung vào đây mình ạ. À? Và đi ra rồi. Làm bài ơi.
Lúc ấy cái thẻ PMSIS thầy để trang nào đấy thầy? Index em ơi, index black. Bọn này đến giờ nó vẫn khoan đục. Xong chưa công ơi? Xong rồi ạ. Rồi ok, tiếp tục nha. Bây giờ đến cái giai đoạn chúng ta làm phần sửa. Thì trong các tính năng thì sửa nó là cái phức tạp nhất, nhưng mà nó cũng là cái dễ nhất, bởi vì chúng ta đã qua được cái không phải là cái dễ nhất mà nó cũng không quá khó. Bởi vì chúng ta đã qua được phần S rồi thì phần edit nó cũng tương tự thôi. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái đường dẫn của thằng edit, thì edit chúng ta là edit trừ product đúng không? Đây ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái đường dẫn ở trong này là edit product. Control C để chịu định biên. Đây. Edit product này với hàm là edit form, đúng không? Tạo form trước, sau đấy mình lên làm cái đường dẫn để lưu, đúng không? Thì bây giờ mở cái product controller ra, mình cũng lại làm như này, public, function, edit form. Ở trong này, có cần lấy cái này ra không? Có chứ ạ. Rồi ok, có lấy ra này. Còn lấy ra cái gì nữa không? Bình thường thì nó phải fill lại các thông tin cũ đúng không? Ừ, đúng rồi. Đấy, em nghĩ cũng lấy ra cái zip render nữa. Cái gì? Sao lại lấy ra cái zip render? Hâm rồi. Lấy ra thông tin cũ rồi mà. Thông tin cũ là cái nào? Là cái kết ôn đấy ạ. Nhìn này, nhìn đường dẫn này. À, cái gì đây? Cái ID ạ. Ừ, ID thì có phải lấy ID ra không? Có phải lấy ID xuống không? Cái giá trị của ID xuống không? Đây, nó lại như này đúng không? Như này đúng không? Vâng. Đi cả đến đây luôn. Đây. Này đúng chưa? Đúng không? Vâng. Rồi, ở đây thì lại có cái đoạn này. Với message bằng cái biến MSG này. Được chưa? Đấy là một cái. Thì cái đầu tiên chúng ta lấy ra là cái model cũ. Cái dữ liệu cũ ấy của cái ID này, bây giờ tôi DD ra cho coi. Nhầm. Echo Quy và đâm model. Đây như này này. Bây giờ thông tin cũ đây ID bằng 10 này. Thì sản phẩm này có ID bằng 10, BTIP Center đường dẫn ảnh đây. Hình dung chưa?
Thì không ra rồi. Em để hiển thị ngoài form. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta mới đến lượt là this render. Đây. Giờ mình mới đến là this render ra product là edit form. Với cái tham số đầu tiên là kết truyền ra ngoài này. Đây, tham số thứ hai là biến model bằng giá trị của biến model. Được chưa? Truyền hai tham số ra ngoài. Nhau gì mà lâu vậy? Được chưa? Truyền hai tham số ra ngoài. Thì bây giờ chúng ta đi duplicate lại cái get form này. Có hiểu cái đoạn này không các bạn ơi? Có ai thắc mắc gì về cái đoạn code này không? Lấy ID từ trên đường dẫn xuống, kiểm tra nó. Sau đấy là sinh ra cái form, edit form và truyền kết và model ra ngoài. Model này tí nữa chúng ta sẽ điền lại giá trị cũ của cái model đó ở ngoài cái form kia. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta duplicate thằng lên. Copy paste luôn. Sửa tên. Đây là thành edit form. Blade.pt. Được chưa? Và tất nhiên ở đây chúng ta là edit form rồi, là đúng đường dẫn rồi. Đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ là sửa cập nhật sản phẩm. Được chưa? Đây. Save đường dẫn này chúng ta sẽ sửa thành save edit for product này. Được chưa? Hỏi chấm ID bằng. Nếu mà thích thì các bạn thêm ID bằng vào cái này. ID bằng cái gì? ID bằng cái đô la model mũi tên đến ID. Có đúng không? Được chưa? Tiếp theo vẫn là method post input time, vẫn là tên sản phẩm, nhưng mà bây giờ tôi có thêm cái thuộc tính là value bằng đô la model mũi tên đến name. Được chưa? Danh mục này, cái danh mục này thì nó khác, bởi vì cái sản phẩm này cái danh mục của nó là số 2, nó không phải là thằng đầu tiên. Dạ, đây ví dụ như chúng ta reload này, chúng ta nhìn thấy tên này, sản phẩm này nó cái số 2 nó phải là cái skinny jean này cơ, chứ nó không phải là thằng t-shirt. Bây giờ làm sao để chọn được thằng skinny jean thì rất dễ, chúng ta có cái đoạn code như sau. Đây option này, enter hẳn nó xuống. Chúng ta có a cộng if, nếu a cộng if của cái CA mũi tên đến ID mà bằng với lại đô la model mũi tên đến kết gạch dưới ID thì sao, thì thêm cái selected vào, còn lại là và cuối cùng là any. Có hiểu cái đoạn này không? Không ạ. Còn có okay. Rồi cứ có thằng không là phải giải thích rồi. Đây đấy, chọn thằng skinny jean này không? Bây giờ nha, xem này, inspect, chuột phải vào inspect, đây cái select, đây trong cái đống này có thằng select, các cái thằng select, thằng option đúng không? Thằng skinny jean là thằng được chọn thì nó có thuộc tính gì? Selected. Bây giờ tôi xóa nó đi này, nó lại chọn t-shirt này. Bây giờ tôi muốn chọn thằng số 4 này thì tôi sẽ tiến hành là edit attribute. Thế tôi thêm cái selected vào đây, đi ra ngoài, thấy nó thành cái túi da chưa? Được chưa? Rồi ạ. Thì cái này nó là cái thuộc tính cơ bản của thằng HTML. Khi mà trong cái đống option của select, thằng nào có cái selected thì nó ngay lập tức được chọn ngay. Được chưa? Thì ở đây tôi so chiếu cái gì? Nếu như cái sản phẩm đang được edit ấy, mà có giá trị kết ID bằng mấy, thì tôi mong muốn cái kết đó sẽ được select ngay ở trong cái thằng select này. Được chưa? Thì tôi sử dụng câu lệnh là nếu mà cái phần tử đang được generate ra ấy, có ID bằng với lại cái model kết ID thì cái thằng đấy sẽ được là selected. Thế là xong, đúng không? Hiểu cái đoạn này chưa? Vinh. Hiểu rồi ạ. Ok. Tiếp theo, giá sản phẩm chúng ta cũng set cho nó value. Đây tôi sẽ copy cái phần value này cái bảng này. Kéo vào bảng thiếu. Đây. Đây, model này, price, đúng không? Mô tả ngắn thì ở đây chúng ta không chơi cái bài value cho thằng tag area này được, mà chúng ta phải nhét thẳng nó vào giữa hai cái thẻ tag này. Dot bsc. Rồi tiếp theo ảnh sản phẩm. Cái ảnh này thì
lưu ý cho chúng ta là chúng ta không set value cho thẻ input time bằng file nhé, không làm được cái việc đấy đâu, nên đừng cố. Cái này tôi đã nhắc rất nhiều lần rồi, hy vọng chúng ta không bị nhầm. Thì ở đây tôi sẽ có là một cái thẻ div có class class bằng row, giờ có class bằng row div côn trừ 4 đi, offset bằng 4 nữa. Tôi có thể img ở đây, img này thì có sẽ có src, src bằng model mũi tên đến image có class bằng img img trừ float. Đó, xong. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là có cái ảnh cũ của nó ở đây. Đúng chưa? Back lại này. Đây cái này. Edit này. Đây ảnh con mèo đây. Back lại này. Đây. Đúng chưa? Hiển thị được cái ảnh cũ ra. Ok nhá. Tiếp theo là cái giá sản phẩm. À, đánh giá này thì nó là star đúng không? Thì lại đi copy value. Value. Copy cho nhanh. Value thay vào đây là cái model mũi tên đến star. Rồi xem model mũi tên đến views. Chi tiết thì chúng ta lại phang cái đoạn này vào giữa cái tag area. Đúng không? Thì đây là detail. Output của chúng ta như này. Thay cái tạo mới sản phẩm này bằng cái cập nhật thông tin. Đâu nhỉ? Đâu rồi? Đây. Edit sản phẩm. À. Đúng chưa? Thêm này. Edit này. Đấy là cái form. Thì lại cho các bạn 10 phút nữa để các bạn làm cho tôi được cái việc này đi. Đúng chưa? Tạo ra cái form edit và phim giá trị của thằng cần phải edit vào. Đây, tôi sẽ để cái product controller này, chỗ này. Làm luôn nhá. Bây giờ là 7 giờ 8 phút đến 7 giờ 18 phút. Chúng ta sẽ tiếp tục làm phần lưu.
Thì quá rồi, em cứ error message thế nhở thầy nhở. Em biết được không? Ông phải check lại code của ông chứ. Cứ undefined variable error message. Đâu? À, ông đã truyền ra ngoài này đâu? Ông mở cái home controller hàm index ra. Nhìn thấy không? Ông chỉ có truyền ra cái list item thôi, ông không hề truyền ra cái error message. Ông mở cái GitHub lên. Mở cái file tương tự như vậy ra. Thấy không? Thấy dòng 8 dòng 8 không và dòng 11 không? Cái gì đấy? Rồi, cái nào là cái đoạn đặt tham số thứ hai đằng sau cái render ấy, thì nó là cái dữ liệu sẽ được sử dụng ngoài view. Xóa bớt một dòng đi. Dòng gì? Thầy ơi, thầy share lại màn không, tí nữa lại mít.
Được chưa thím ơi? Hiển thị chưa? Được rồi ạ. Ok. Thì bây giờ mình sẽ xử lý cái việc submit cái form lên nhá. Được không? Được ạ. Đây. Đây ở cái form của chúng ta, edit form này chúng ta đang gửi lên là save edit product, có một tham số trên đường dẫn là ID, model ID và method dạng post. Được chưa? Có thể với cái phần edit này các bạn sẽ học được rất nhiều thứ. Đây. Copy cái này. Tạo đường dẫn mới đúng không? Đây, save edit product. Làm là save edit luôn. Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta mở cái này ra, chúng ta lại tạo ra một cái hàm là save edit public function save edit. Trong này tôi đố các bạn biết là tôi có lấy được cái ID không? Có lấy được không? Lấy được ạ. Lấy được chưa ạ? Method này về method dạng post mà tại sao lại lấy được? Method dạng post mà không lấy được đô la get ấy. Thầy truyền ở trên cái URL ấy ạ. Nhưng mà cái method nó là dạng post mà. Ở cái ID trên URL em nghĩ là nó không liên quan đến cái đấy. Đúng rồi. Truyền ngay sau. Chính xác. Về bản chất ấy, người ta đô la get, đô la post ấy là cách dùng cho nó ngắn thôi. Chứ còn thực chất ra nếu các bạn, nhiều bạn sinh viên hay là các bạn đi làm cũng rất dễ bị lừa cái câu chuyện là cái đô la get là chỉ dùng cho request dạng get, đô la post là dùng cho request dạng post. Không phải thế, mà là đô la get dùng để lấy những cái tham số trên đường dẫn xuống, còn đô la get là để lấy những cái dữ liệu được gửi kèm với cái request ở trong body của cái request gửi lên. Thấy chưa? Đấy nó mới là bản chất đúng. Cái đô la get là nhớ nhá, để lấy ra các cái tham số trên đường dẫn xuống. Còn cái đô la post dùng để lấy được, thu thập được những cái dữ liệu gửi lên bằng ở dưới cái request của data, request ở dưới body của request. Đấy nó mới là chuẩn. Do đó ở đây chúng ta hoàn toàn có thể lấy được ID lên. Đây. Hiểu. Đấy, ID 9, 9 này. Dạ. Edit này, 10 này. Submit lên 10. Dạ. Thì đấy nó là cái thông số. Và tất nhiên khi mà bởi vì nó đã là đô la get rồi thì chúng ta lại phải đi copy lại cái đống này. Lại phải đi copy lại cái đống ở trên này. Đây là điều bắt buộc. Bởi vì không kiểm tra thì chúng ta sẽ bị cập nhật nhầm, chết đòn ngay. Dạ. Tôi thay cái remove ID này thành đô la ID. Thế xong. Dạ, chúng ta có cái model bằng cái product file, tức là cái model này nó đã có giá trị sẵn rồi. Đúng không ạ? Đây nó có giá trị sẵn rồi này. Thì bây giờ tôi sẽ là cần lại tiếp tục là làm lại cái việc này. Đây, request data và ebit file. Đây, request data bằng đô la post, đây là lấy dữ liệu từ form gửi lên này. Ebit file bằng dữ liệu ảnh này. Xong rồi sau đó tôi lại copy lại cái đống này. Tôi lại copy lại cái đống này nữa. Xong mẹ luôn. Không giải thích quyết cái không giải thích cái đoạn đoạn code này nữa đâu nhá, bởi vì hôm trước chúng ta đã giải thích rồi. Thì chúng ta vẫn dùng được hàm fill như bình thường. Đây, model fill như bình thường. Thì cái fill này nó đơn giản nó thay thế cái giá trị cũ. Giá trị mới, quên xin lỗi các bạn, giá trị mới thành giá trị cũ. Cái file name này chúng ta cũng phải sửa thành là bằng đô la model mũi tên đến image. Thì cái image này nó là giá trị cũ, nếu người ta không áp ảnh lên thì cái giá trị của cái biến file name này không thay đổi, đúng không ạ? Do đó là cái file name nó vẫn mang giá trị của ảnh ở trong database. Thì ở đây chúng ta gán lại cái giá trị cũ cho cái model này thôi thì nó cũng không thay đổi gì. Được chưa? Bây giờ chúng ta thử nhá. Đây, bạch lại BTS Hunter updated. Dạ, lưu xuống này. Ở trên mẹ nhỉ. Edited. Bạn thấy nó cập nhật mỗi cái này, còn cái này nó giữ nguyên này, ảnh giữ nguyên này, giá giữ nguyên này, các thông số khác giữ nguyên này. Đúng không ạ? Bây giờ chuyển cái t-shirt này, lưu. Tên giữ nguyên này. Edit này. Nhưng mà cái này đã chuyển thành t-shirt rồi. Được chưa?
Thì đấy nó là cái update, các bạn làm cái phần này giúp tôi và xem có phần nào cần hỏi thì hỏi. Tôi nghĩ là bây giờ đa phần chúng ta sẽ lý giải được những cái code này rồi, thì bây giờ cứ làm đi, xem là có vấn đề gì không thì hỏi tiếp. Các bạn lại có 10 phút đến 7 giờ 32 phút để làm cái phần này. Đấy, nói dễ là gì sao? Dễ bởi vì nó chúng ta đã có tầng tạo mới rồi. Những cái logic khó, ví dụ áp ảnh này, phim này, thì là chúng ta đã hiểu nó là cái gì rồi, thì tôi cũng không cần phải nói lại nữa. Khác nhau ở chỗ duy nhất là khi mà model shape ấy, thì nếu mà model ấy được tạo ra bằng cái hàm file thì nó sẽ là update, là câu thực thi câu lệnh update. Còn nếu mà cái model tạo ra bằng cái câu lệnh new product thì nó sẽ là câu lệnh insert. Đấy là cái sự khác nhau. Nghe nhạc.
Mai có dậy đâu mà dọn. Mai nghỉ mà. Để tán thằng Dũng nó đèo về thì cho mới về được chứ không phải về kiểu gì. Tốn hay. Tớ làm gì có tiền. Nha. Đâu. Tôi làm gì có tiền. Có gì nữa. Hỏi thằng Phú hỏi Trang xem tôi có bao giờ có tiền không. Thầy giáo nghèo. Hay tiền. Rồi ok xong chưa. Đâu rồi. Thêm sửa xóa xong hết rồi nhá. Tuấn xong chưa Tuấn. Em xong rồi. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy nó có một cái vấn đề ở đây. Nhìn nhá. Các bạn để ý cái máy tôi này. Đã rồi đúng không? Bây giờ ví dụ như trong cái đống này chúng ta có cái menu. Các bạn sẽ nhìn thấy cái phần menu này có vẻ là cái màn hình nào nó cũng giống nhau. Đúng không? Nhưng mà thực chất không phải thế. Cái câu chuyện của chúng ta hoàn toàn có thể là ở index này. Chúng ta tiến hành là thêm một cái thẻ A ở đây nữa chẳng hạn. Ví dụ vậy. Ở đây là trang chủ đi. Đây là trang của kiện TH. Đúng vậy. Đây. Ở trang chủ thì nó có cái kiện TH này nhưng ở quản lý sản phẩm. À, thêm sản phẩm không có. Thêm sản phẩm không có. Hay là sửa sản phẩm cũng không có. Đúng không? Nó bị không đồng bộ với nhau về cái đống giao diện này. Mà các bạn sẽ thấy là cái code ở cái file giao diện này nó rất là dài. Đúng không? Nó khá là dài. Thế vậy thì chúng ta có hai vấn đề nhắc lại này. Một là nó cái dữ liệu, cái giao diện của chúng ta nó không được đồng bộ. Cái thứ hai là code nó quá dài. Bây giờ tìm cách nào đấy, bởi vì các bạn sau này khi mà làm dự án thật nó không chỉ ngắn có mấy chục dòng này đâu. Nó hàng nghìn dòng. Nếu mà chúng ta không quản lý tốt thì đến lúc cần sửa ấy, thì sửa nhiều chỗ khác nhau, đến lúc đấy các bạn sẽ loạn là cái chắc. Mà sửa không vớ vẩn lại còn sửa lợn lành thành lợn què thì chết mẹ luôn. Do đó chúng ta mới cần phải sinh ra cái khái niệm gọi là khái niệm layout. Cái layout là cái gì? Đúng không? Đây, tôi sẽ giải thích qua một chút. Thế nào nhỉ? Ví dụ tôi chế ở đây. Đây, tôi sẽ chế thêm một cái nữa. Rồi, cái layout, khái niệm layout là cái gì? Ví dụ một trang HTML của chúng ta nó sẽ giống như thế này. Đúng không? Nó sẽ có phần header này. Phần main content này. Phần aside này. Và phần footer. Đúng không? Đây là một phần này. Hai này. Ba này. Bốn phần như này. Ví dụ thế, đúng không? Thế chả nhẽ cứ cái trang homepage chúng ta gồm 4 phần như này. Đúng không? Trang chi tiết bài viết cũng 4 phần như này. Trang danh mục, trang tìm kiếm, trang contact các thứ các kiểu thì nó gần như là cái khung nó không hề thay đổi. Đúng không ạ? Ví dụ như cái phần này nó rất ít khi thay đổi này. Phần này cũng thế này. Đúng không? Đây, phần này. Và phần này. Phần này thì về cơ bản nó cũng sẽ không thay đổi. Nó chẳng qua nó chỉ khác về dữ liệu thôi. Đúng không? Chỉ có cái phần duy nhất, phần này là phần thay đổi, sẽ thay đổi nhiều nhất. Đúng không ạ? Thế mà cái màn hình nào của chúng ta cũng phải làm lại cả bốn thành phần này. Thì như vậy thì nó sẽ tốn rất nhiều effort. Tạo ra nó đã mất công rồi. Chưa tính là sau này cập nhật một cái gì đấy, ví dụ như ở cái phần này tôi chia làm đôi thêm phần thứ năm vào đây. Thì tất cả những cái màn hình ở trong website của tôi đều phải sửa cái phần số 3 này. Đúng không? Do đó là chúng ta làm việc chuyên nghiệp chúng ta không làm cái này được. Cực kỳ không ổn. À đủ. Đúng chưa? Rất là không ổn. Do đó chúng ta sẽ cần phải có thêm một hướng công nghệ khác. Đó là tôi vẫn vẽ ra một, tôi sẽ tiến hành là cái file, cái đường dẫn A, sược A của tôi. Thì tôi có cái phần nội dung là X. Sược B của tôi có phần nội dung này là Y. Cái giao diện của hai thằng này không hề giống nhau. Sược C của tôi có giao diện là Z. Như này. Được chưa? Tôi chỉ viết mỗi cái phần nội dung chính nó tương ứng với cái phần này, cái phần số 2 này. Đây là A, là B hay là Z,
A là B hay là C, thì tùy vào cái đường dẫn của tôi, cái nội dung ở trong cái phần số 2 nó sẽ bị thay đổi. Còn lại toàn bộ cái khung ở bên ngoài đây, cái khung 1 đây, thì tôi tùy thuộc vào cái, thì ở đây cái đường dẫn A nó sinh ra cái file layout X, là cái file giao diện X, file đường dẫn B nó sinh ra file giao diện Y, file đường dẫn C nó sinh ra giao diện Z, và tôi có một cái khái niệm là chúng nó kế thừa một cái file view. Đây file view này, đây là file view này, đây file view này, file view main, file view main, thì tất cả những cái thằng này nó chỉ việc làm một việc là extend, nó extend cái thằng này, thằng X này nó extend cái thằng main, thằng Y nó extend cái thằng main, được chưa? Thì sao? Cái nội dung mà chúng ta đặt X ở đây này, thì ở ngoài cái file main này tôi đặt ra một cái lỗ, một cái hole, một cái lỗ. Tôi đặt cố định cái lỗ này ở vị trí này, những cái thứ xung quanh ở đây nó gần như là cố định, cho nên là tôi không đục cái lỗ gì cả. Thì bây giờ tôi ví dụ file X này tôi muốn kế thừa cái này, thì tôi sẽ đem, tôi chỉ định nghĩa ra mỗi cái X này thôi, và tôi đem cái X này tôi đặt vào cái hole này. Thằng Y này cũng vậy, thằng Y này khi kế thừa cái main thì tôi lại đem thằng Y này tôi phang vào đây. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ làm một cái demo cho nhỏ bằng code để chúng ta hình dung ra. Ví dụ như sau. Tôi sẽ có một cái thư mục tên là layout. Trong thư mục layout này tôi có một cái file là main.blade.php. Được chưa? Thì ở đây tôi sẽ dùng cái HTML. Đi copy lại cái bút chat đi dùng cho dễ. Đây. Đây là main layout. Được chưa? Đường dẫn đây. Rồi, tôi có một cái div container. Div container. Đây tôi có một cái div. Class là row đi. Row. À không cần. Tôi có một cái div là có một cái div này tôi để là header, ví dụ thế, header. Trong này tôi để style là có hai bằng 30 pixel, background green, ví dụ thế. Và trong này tôi có một cái thẻ H2 header. Đây background green này, tiếp theo tôi chia tiếp div row, div côn trừ 10 hai, cho nó hai bằng 500 pixel, không có màu. Đây là hai là content main, cái content div côn trừ 2 nó cũng bằng 500, background bằng gray 2 là outside. Đó. Cuối cùng tôi sẽ có một cái div ở bên trong cùng. Div footer. Hai là bằng là background. Round là một round là H2. Rồi.
Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ sinh ra một cái đường dẫn. Một cái đường dẫn để dành riêng cho cái main kia. Đây. Tôi lấy đường dẫn là giao trừ diện đi. Để ra là home controller. Home controller hàm giao diện. Như thế. Đây, public function này. Giao diện này. Là this mũi tên lên render. Ra cái layout. Tấm main. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chạy. Giao trừ diện. Đây. Bạn sẽ nhìn thấy là sao cái phần này nó không có màu nhỉ? Tầm 10 rồi, nó rất đỏ. Bách chiều chữ H. Bách vào. Đây. Các cái thành phần của chúng ta nó gồm như sau: header này, main content này, aside này. Được chưa? Thì bây giờ tôi mong muốn là chỉ có mỗi cái phần ở giữa này của tôi nó thay đổi thôi, còn lại ba thằng này nó giữ nguyên, bởi vì tôi không muốn viết code cho các cái phần lung tung như vậy. Tôi làm chức năng tôi chỉ muốn viết cái phần nội dung chính ở trong phần main content thôi, còn ba cái phần header, aside, footer tôi không muốn động đến nó, đúng không? Bây giờ tôi làm nào, đúng không? Thì bây giờ rất dễ, tôi đục ra một cái lỗ ở cái file main content này, tôi đục ra một cái lỗ này ở cái file main layout này. Sau đó tôi cho phép các cái file view khác nó kế thừa cái file này. Và những cái file mà kế thừa của tôi ấy, thì tôi chỉ cho phép công được phép viết vào cái phần main content của tôi thôi. Còn những cái thứ khác không bao giờ đụng vào. Mà muốn được đụng vào thì phải tôi cho phép thì mới được. Được không ạ? Thì đây, chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ chuyển cái main content này, cái phần main content này. Chúng ta đục một cái lỗ, lỗ của chúng ta là new này, tôi đặt là main trừ content đi. New main content, tôi đục ra một cái lỗ như vậy, và tất nhiên là khi tôi đã đục lỗ rồi thì trong này nó không còn nội dung gì nữa. Bây giờ tôi sẽ tiến hành như sau. Ở trong cái file index này, cái file index này, tôi sẽ tiến hành comment hết cái đống này vào. Ở dưới này cũng vậy, footer các thứ kiểu comment hết vào. Đây. Đây các bạn sẽ nhìn thấy về trang chủ này. Đây, trang chủ nó không còn gì đúng không ạ? Nó chỉ còn nội dung chính của cái trang này thôi. Nó chỉ còn mỗi cái phần table thôi. Nó chẳng còn cái phần gì hết. Phá hết rồi. Đúng không ạ? Và cũng không còn bootstrap luôn. Bây giờ tôi muốn là cái file giao diện này nó được đặt vào đúng cái vị trí của cái thằng của phần màu trắng ở đây. Của phần này. Cái giao diện vừa rồi nó đặt đúng vào cái phần màu trắng này. Thì tôi sẽ làm nha. Rất đơn giản. Đây, chúng ta sẽ làm như sau. A còng extend cái gì? Extend cái layout. .main. Được chưa? Extend cái layout .main. Tiếp theo, tức là thằng này nó đang kế thừa cái thằng main layout rồi. Bây giờ tôi sẽ có a còng section là main trừ content, và kết thúc ở dưới này tôi sẽ có a còng end section. Được chưa? Đầu tiên là kế thừa cái layout này, kế thừa cái file này. Sau đó ở trong file này nó định nghĩa ra cái vị trí là main content. Thì trong này các bạn muốn viết nội dung cho cái vị trí main content đấy thì chúng ta phải định nghĩa ra là cái nội dung các cái thẻ P của chúng ta nó phải nằm trong cái section main content ở đây. Tên này và tên ở bên này nó phải khớp nhau. Bây giờ chúng ta thử. Thế đặt đúng vào đây chưa? Các cái phần khác không ảnh hưởng gì. Nó đặt đúng vào cái phần màu trắng. Được không ạ?
Tiếp theo tôi sẽ tiến hành là đục thêm một cái lỗ nữa. Được chưa? Ví dụ tôi mong muốn đục thêm một cái lỗ nữa ở phần header này đi. Tôi sẽ muốn đục thêm một cái lỗ nữa vào đây. Thì tôi A còng là U. A còng U header. Được chưa? A còng U header ở trong cái file view home index này tôi không có cái U nào section nào cho header đúng không ạ? Thì nó sẽ không có giá trị. Nó không điền cái gì vào đây hết. Nhưng mà nếu như bây giờ ở trong file index này tôi có một cái A còng section tên là header thì sao ạ? B cái này vứt vào đây, header đây, nhìn nhau đây, tôi sẽ bỏ cái phần đến bây giờ thì ở trong phần này tôi sẽ bỏ cái màu đi và tôi sẽ chuyển thành border solid 1 pixel bằng ccc như thế. À, đúng chưa? Hiểu cái khái niệm phần layout chưa các bạn? Rồi ạ. Nó rất dễ, tức là chúng ta cứ định nghĩa ra một cái file chung, sau đó chúng ta muốn cái nội dung chính hay là những cái nội dung hoạt động nào của chúng ta nó được kế thừa cái layout đó ấy, thì chúng ta A cộng view, sau đó các cái file view của những cái màn hình của chúng ta thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Extend cái file layout kia, sau đó là chúng ta A còng section vào những cái lỗ được đục sẵn ở file main layout là được. Trong một hệ thống nó không giới hạn các bạn có bao nhiêu file layout, nó không giới hạn. Chúng ta thích tạo ra bao nhiêu layout cũng được, tùy theo mục đích của mình. Và cái việc kế thừa thằng nọ kế thừa thằng kia đấy là chuyện rất là bình thường. Và ví dụ của chúng ta nó có hoàn toàn ở trong thằng Laravel view rồi. Thì chúng ta về hôm nay chúng ta nghiên cứu giúp tôi về cái việc áp dụng layout trong cái bài này, thì liệu chúng ta sẽ áp dụng cái giao diện nó như thế nào cho nó hợp lý. Tôi sẽ đẩy cái code này lên, tất nhiên là có cả video nữa, có cả video nữa, thì chúng ta tiến hành là về tự làm cho mình cái layout và ốp vào trong bài assignment, hoàn thiện tiếp các cái thành phần thêm sửa xóa cho bảng danh mục. Và nếu mà được thì tôi tí nữa tôi sẽ viết cho các bạn một cái đề bài gồm hai cái bảng khác để chúng ta làm. Thì nó sẽ ổn hơn so với việc là làm lại cái bài assignment mà tôi đã làm được một nửa. Bởi vì phần sản phẩm nó khó hơn phần danh mục mà. Cho nên là nếu mà tôi đã làm hết như này thì các bạn chỉ còn làm một phần nhỏ hơn thôi. Ít thôi. Thì nó cũng không, các bạn không luyện tập được nhiều lắm. Do đó là tốt nhất là tôi sẽ cho các bạn thêm một option nữa, các bạn thích làm cái nào thì làm, tất nhiên là các bạn làm bài sản phẩm và danh mục này tôi vẫn chấp nhận nhá, nhưng mà tốt nhất là các bạn thêm lên làm thêm một cái bài nữa để chúng ta luyện tập được tốt hơn đó, và ôn lại về cái mô hình LAC. Đến bây giờ là cái nội dung học của cái môn PP2 đã hết rồi, nó chẳng còn gì đâu. Chúng ta hoàn thành được cái mô hình LAC, các bạn chiếu lại về cái mô hình MVC mà lúc đầu tôi chỉ cho các bạn này, từ cái máy tính đi qua cloud, đi qua internet, nó đi vào project thì nó phải chạy qua cái file HTSS đúng không? Đúng chưa? Đi qua HTSS đẩy cái request về index, từ index chúng ta phân chia cái đường dẫn đó, phân chia cái request đó về các controller và hàm nằm trong các controller phù hợp để xử lý. Được chưa? Trong controller nếu mà trong chúng ta cần dùng đến data thì chúng ta gọi đến model. Từ model nó trả ngược lại data cho thằng controller. Sau đó controller nó sẽ quyết định là cái giao diện nào sẽ được hiển thị cho người dùng. Được chưa? Và chúng ta sử dụng namespace, sử dụng về eloquent, sử dụng về GenSensor Blade, đúng không? Sử dụng về composer. Nó có quá nhiều cái nội dung ở trong 6 cái buổi chúng ta học. Thì chúng ta check lại giúp tôi và cần gì hỏi thì chúng ta sẽ có thêm một ngày. Các bạn muốn học vào ngày mai hay không muốn học vào ngày chủ nhật? Chúng ta chỉ có hai option thôi. Thầy có bận hôm nào ạ? Thực ra thì tôi cũng chưa biết là tôi sẽ về quê hôm nào, nên là chúng ta cứ nêu ý kiến. Tôi thì tôi muốn dạy vào chủ nhật hơn. Đấy thì theo option của thầy thì nó sẽ phù hợp hơn với thầy.
Thế vậy thì chúng ta sẽ dạy, sẽ học vào tầm ca 4 ngày thứ chủ nhật nhá. Là khoảng mấy giờ nhỉ? Lâu lắm đấy. 2 giờ. 2 giờ thì lúc đấy làm gì thì nó cũng đỡ rồi. Vâng. Được không? Thì được. Các bạn làm bài đi. Sau đó đến 2 giờ ngày chủ nhật, nếu mà còn vấn đề gì thì chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa và hỗ trợ nhau trong quá trình đấy. Được chưa? Tôi cũng sẽ cho bài để các bạn ngồi làm thử thêm trong cái thời gian buổi học hôm đấy. Và cuối cùng là sẽ check vài bài của các bạn, vài bài assignment của các bạn và sẽ lấy điểm. Đó, còn lại các bạn khác thì tôi sẽ chấm ở nhà, chấm offline. Được chưa? Từ cái bài assignment tôi sẽ rút ra được là ai được bao nhiêu điểm trong các bài lab. Còn quiz thì chúng ta làm rồi đúng không? Đâu hết rồi? Rồi à. Quiz làm rồi. Rồi. Thì chúng ta còn một ngày chủ nhật nữa để ngồi với nhau. Sau đấy đến ngày chủ nhật thì chúng ta sẽ chữa bài và chốt được xem là cái thời gian thi nào nó phù hợp nhất. Thì chúng ta sẽ tiến hành tổ chức thi được thì trong tuần sau luôn. Nhá. Được chưa? Thì chả tôi coi thi thì ai coi thi? Em tưởng có cả thầy Sơn coi thi. Tất nhiên, nếu mà thích thì tôi mời vào, có gì đâu. Bằng nào cũng phải có hai giám thị mà. Được chưa? Nhá. Rồi ok. Hôm nay chúng ta chỉ dừng lại đây thôi, các bạn cố gắng về làm